Dạ, em xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn yêu thích Hai Vàng Bonsai Cây Kiển như cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị nha. Tiếp tục hôm nay quay trở lại với chỗ anh Tám, gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip mà sản phẩm mình chơi Tết ha. Cúc trà hương có, rồi một số giống mai đẹp cho cô chú anh chị mình chơi Tết, đặc biệt là sau Tết mình lấy vòm những giống rồi hết cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin phép cái clip nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ anh Tám, ủng hộ kênh em vô clip luôn cô chú anh chị. Dạ, cô chào chốt ơi. Rồi, chào nhiệt, chào anh em xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ha. Rồi cũng nhờ cô chú anh chị thời gian qua ủng hộ anh Tám. Rồi chúc cô chú chị em được dồi dào sức khỏe và dạng sự nghĩ ha. Rồi hôm nay anh Tám về luôn mới để phục vụ cô chú chị em mình nha. Dạ, rồi. Rồi farm phôm cao ha, tàn ông ha. Rồi mã số 66 một cái cúc thở hương. Rồi mã số 66 nha cô chú chị em ơi. Đây, quá đỉnh luôn, trời ấm đẹp già tàn luôn cô chú anh chị nha. Cúc thương già mùa ha, ấm tàn ha, tàn không để nở. Rồi anh sang vị trí là 21. Chiều cao là 130. Tán ngang là 100. Rồi mã số 66 là giao luôn với cô chú anh chị em mình là 2.500.000. Rồi 2.500.000 một cây cúc thở hương. 2.500.000 là bao ship cho cô chú cha mình luôn. Rồi, tặng chậu cây luôn. 67. Hai tỉnh sát bên luôn. Rồi 67 cũng là dáng trực tàn thông ha. Rồi một cây cúc thở hương, con tàn thông tàn hương, rất là quyết viền việc luôn. Cái tàn thì khỏi chê giờ đâu được luôn nha cô chú. Cô anh chị, chú chị em mình mà chơi cặp 6766 này ha, để với nhà Tết một cái là bông ok luôn, năm bà quanh luôn nha cô chú anh chị. Quanh sang vị trí này là 22. Dạ quanh 22. Chiều cao là 125. Tán ngang là 105. Rồi mã số 67 là giao lưu với cô chú cho mình là 2.400.000. Rồi 2.400.000 một cây cúc thở hương phôm tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Tiếp tục là mã số 68. Dáng trực tàn thông. Phôm cao ha cô chú cho em. Cây quá đỉnh nha cô chú cho em. Rồi đế cũ nè cô chú anh chị ơi. Có đế nha. Có cũ trồng vô ha. Đế quá đã luôn. Quanh cái củ tròn, ruột cái thước luôn. Quanh cái củ tròn này là quá bự luôn. Quanh quá bự hoài rồi, không biết nhiêu trang trại. Rồi vị trí này cái củ này là 39. Dạ quanh 39. Thân 19. Rồi củ 19, 39 thân 19. Chiều cao là hết mét là 150. Tàn ngang là 106. Rồi tàn ngang một. Rồi mã số 68 giao lưu cô chú cho mình là 2.600.000. Dạ 2.600.000 nha cô chú anh chị. 2.600.000 là bao ship luôn rồi tặng chậu luôn. Cô chú cho em tới nhà là chỉ ok là 2.600.000. Rồi rồi 69. 69 cô chú chị em ơi. Đó cây là nói chung ra là em ghép là chỉnh sửa là kính đàn ha. Đây tàn tròn do luôn. Rồi cúc thở hương mã số 69 này cũng mưa đế ha cô chú chị em. Ủa có cũ ha. Rồi giờ quanh thân là 20. Rồi quanh 20, 20. Chiều cao là 135. Tán ngang là 100. Rồi mã số 69 là giao lưu với cô chú em mình là 2.600.000. Rồi 20. Tiếp tục là mã số 70. Cúc thở hương tàn thông mã số 70 có mặt bông luôn ha. Cô chú chị em nào chơi phôm cao là thích là chốt mấy cây phôm cao ha. Phôm cao này chết là bông dữ lắm cô chú chị em ơi. À.
đế nè cô chú anh chị ơi. Rồi hoành thân vị trí là 20, chiều cao là 150, tán ngang là 90. Rồi mã số 70 là giao lưu với cô chú chị em mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000 mà cây cúc tỏ hương phom tàng thông cây rồi, cao này 2.400.000 là bao ship tặng chậu luôn. Rồi đổi luôn chú ơi. 71. Rồi tiếp tục là 71. Rồi cũng là dáng tàng thông đế cũ luôn nha cô chú anh chị. Rồi có đế cũ luôn. Trời. Dáng là chỉnh sửa tàng thông ha, kính tàng ha cô chú chị em. À, từ trên tới dưới chỗ nào cũng kính tràng hết ha. À, quá xa con cũ luôn. Cái cũ luôn trời. Cái cũ trà bá luôn. Cũ trà bá như trái vú sữa vậy. Rồi, cũ này là 36. Hoành thân là 19. Chiều cao dối không tới là 140. Tán ngang là 199. Rồi mã số 71 giao lưu với cô chú chị em mình là 2.600.000. Dạ 2.600.000 luôn nha cô chú anh chị. Đây quá đỉnh cô chú chị em ơi, cây này quá đẹp ha, có cái củ tròn vo luôn. Hết biết cái củ luôn. Cô chú chị em nào thích cây củ thì chốt cái này ha. 72. Giờ cúc tỏ hương tàn thông mã số 72. 72. Đây ra nóc rồi đứng giờ. 72 dán trực tàn thông ha. Đó, chỉnh sửa ha, cô chú chị em thấy không? Ở đây tụi em ghép với chỉnh sửa là phải nói là kính tàn luôn. Cũng có là một tay ha. Cũng là phải nói hôm nay là cũng có một tay sửa ha. Rồi, đây nở nha cô chú chị em. Hoành thân là 25. Chiều cao là 145. Tán ngang là 105. Rồi mã số 72 giao lưu với cô chú cho em mình là 2.500.000. Rồi 72 2.500.000 chứ không phải 72.000.000 nha cô chú. Rồi. Không lớn đâu. Rồi tiếp tục là mã số 73. Rồi cúc mã số 73 trực tàng thông ha. À, quá xa kính tàng ha cô chú em. Rồi tàng, ok à, con dê luôn. Cây này mà năm nay là nếu mà cô chú em là chốt ha, là lật ra là đất cái bông ok luôn. Chắc 10 cái mai tàng luôn. À. Mà đặc rồi. Biệt cúc thương này nếu mà cô chú em nào mà tết chinh trong kính ha, là có mùi thơm luôn nha. À, khúc thương này nó đặc biệt cái chỗ đó đó. Phòng kính hả? Phòng kính. À, rồi, kính số kính. Luôn sư phụ ơi. Rồi, hoành thân vị trí nha là 22. Chiều cao là 135. Tán ngang là 95. Rồi, mã số 73 giao lưu với cô chú cho em mình là 2.500.000. Rồi 2.500.000 luôn cô chú anh chị ơi. 74. Tiếp tục là mã số 74. Đó, là 74. Tàng thông. Cúc thọ hương nha quý cô chú nha. Đó, cúc thọ hương mã số 74 tàn rất là ấm luôn cô chú anh chị ơi. Mấy cây này chơi Tết là chấp mà tàn. Rồi, hoàn thành vị trí là 22. Chiều cao là 115. Tán ngang là 95. Rồi mã số 74 giao lưu với cô chú cho mình là 2.300.000. 2.300.000 có được một cây cúc thọ hương. Cái này mà tết mà cô chú cho em ha, chân cái là chấp cái mai tàn, chấp cái mai duyên của mình luôn. Quá sát đỉnh cô chú cho em ơi. Chấp hết. Tiếp theo 75. Quay luôn. Quay để quay, để quay luôn. Rồi mã số 75
mã số 75 à, cũng là dán trực tàn thông nha. Cái này để nở nha cô chú anh chị ơi, tàn rất là ấm luôn, và mùa tàn đẹp nha cô chú anh chị. Có đế nha, quay xuống tới đế là có đế, lên trên là có nhánh. Đế thì có đế, tàn có tàn, à, nụ có nụ. Rồi, nụ có nụ. Muốn gì có nấy. Rồi, gì có nấy. Hay quá vậy bây. Rồi, vị trí là 22. Chiều cao là 113. Tán ngang là 92. Rồi, mã số 75 giao lưu với cô chú anh chị em mình là 2.300.000. 2.3 luôn cô chú anh chị ơi. Một cây cúc thọ hương, tàn thông cây đẹp và tàn ấm tàn luôn như cô chú anh chị. Vô dây sẵn luôn ha. Chơi Tết ngon lành lẽ luôn. Ok luôn chú ơi. Xuống rồi, cây xuống dùm em anh Phú ơi. Chú. 7 chút không dọn đi hả? Rồi, 70. 76. À, cây này quá đỉnh ha. Phong cao hả chú em? Cái tàn trà báo như con cá luôn cô chú anh chị ơi. Cúc thọ hương phong cao à, tàn vô dây chỉnh sửa. Rồi, đây đế xuống đế là có đế luôn. Đế luôn nha cô chú anh chị, xuống đế thì thấy đế luôn. Rồi, đế luôn. Đến tàn thì thấy bo luôn. Rồi, và quanh củ đế này là, củ đế này được là 53. Rồi, quanh 53. Thân 19. Chiều cao là 1m60. Tàn ngang là 103. Rồi, mã số 76 là giao lưu với cô chiếu cho mình là 2.700.000. 2.700.000. Một cây mai cúc thọ hương tàn lớn có đế thì có đế. Chú em là nếu mà cô chú chị em này mà chốt gần là em chơi sang lắm, giao xe tải cho cô chú chị em mình luôn. Ok luôn, đổi luôn. Chép ở nhà 20 luôn. Rồi, mã số 77. Rồi, tiếp tục là 77. À, 77, cúc thọ hương, tàn thông luôn nha cô chú anh chị. 77, hai con số 7 là 77. Hai con số 7, đúng rồi, hai con số 7 gọi là 77. Là dán trực tàn thông nha. Nói chung cô chú cho mình ở chơi chứ nếu mà cô chú cho mình mà chốt những cây này ha. Về chân hôm nay là ok luôn. Tại vì cái phôm mai vườn của mình nó đâu có đủ tàn đủ nhánh mà để chỉnh sửa tàn thông này ha. Ít có lắm chứ không là không có. Nhưng mà này là tụi em chỉnh sửa hết rồi ha. Đụng chảy sửa liền nha cô chú anh chị. Rồi vị trí 18. Cái chỉnh có sửa luôn ha chú. Có chỉnh có sửa luôn. Rồi quanh cái vị trí này là 130. Tàn ngang là 100. Rồi, mã số 77 giao luôn cô chú cho mình là 2.400.000. Rồi, 2.4 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 77, hai con số 7. 78 nha cô chú anh chị. Chạy lấy thức anh Phúc. Rồi, mã số 78 luôn. Rồi. À, cũng là dán trực tàn thông ha. Cái này rất là kính tàn ha cô chú cho em. Rồi, cái này có cái chậu cách điệu cái miệng luôn cô chú anh chị. Tròn do. Cái chậu này nói chung mà cô chú cho em nào mà chốt ha. Em thay chậu cho cô chú cho em nha. Em chơi sang lắm, thay hoàn toàn là chậu xi măng hết cho cô chú cho em luôn. À, cô chú cho em mình chốt mà nếu mà gần đây là cũng bao xe chở cho cô chú cho em tới nhà luôn. À, sang lắm. Cái bên thì ẩm lại luôn, dẫn bộ lại luôn, xuyên lại luôn. Rồi. Rồi, bàn sang vị trí là 22. Chiều cao là 130. Hồng mới chạy ngang á. Công an. Tàn ngang là 90. Sao? Rồi, mã số 78 là giao lưu với cô chú anh chị em mình là 2.400.000. 2.4 luôn cô chú anh chị ơi. 2.4 là em bao ship luôn và tặng chậu mới luôn nha. Chậu này chậu cũ nha. Rồi. Chậu này chậu mới. Nhưng mà mới là thôi. mới bằng khoảng 2 năm nay nha chứ không phải là mới hoàn toàn nha. Chậu này không có miệng chậu mới nha. Rồi nó. Rồi, 79. Cúc thọ hương tàn thông 79. Rồi tiếp tục là cúc thọ hương tàn thông. À, cô chú em thấy cây không? Đó, số đẹp, cây đẹp luôn nha, rất chú đẹp. Chị ơi, nút nụ đẹp luôn. À, chỉnh sửa ha.
rất là đẹp cô chú em ơi. Có bông ha. Đó, qua đây làm theo bông đơn giản và đẹp lắm. Bảy mươi chín nha cô chú anh chị, số đẹp ha. 79 số đẹp đó, quanh là 29 cũng là đẹp luôn. Chiều cao 150 hết cái thước em giới hết tới luôn, tàn ngang là 95 đúng rồi. Mã số 79 là giao luôn với cô chú cho mình là 4.300.000 rồi, 4.3 luôn cô chú anh chị. 80 mã số 80 rồi, mã số 80 quả xả luôn cô chú anh chị em ơi. Chúc cả hương mã số 80 cái rất là đẹp luôn, vừa đẹp nhánh cành quá rồi, cái đế luôn cô chú anh chị ơi. À, đế này quá nở luôn cô chú anh chị em ơi. Cô chú anh chị em nào mà chơi phong thủy ha, đó xả ra một bệ đế luôn, của một bệ đế nở luôn ha, quá xả luôn. Cây này là thôi tết này lặt cái là cô chú chị em thấy nè, đó nụ nè cúc thương cô chú chị em, mà nếu mà nhìn kỹ mới thấy nụ ha, quá xá ha, đó dở lên là nút bộ ok ha. Cây này cô chú chị em nào chốt rồi em giao xe tải tới nhà luôn ha. Hoành nguyên cái bộ đế này là 92. Ủa hoành thân bự vậy. Đây, quanh tháng vị trí này là 35. Quanh 35. Chiều cao là 1m60. Tàn ngang là 116. Rồi, mã số 80 giao lưu với cô chú cho em mình là 5.500.000 bao ship cô chú cho em mình tới nhà luôn. Dạ, 5 triệu rưỡi. 5 triệu mấy là tụi em bao xe tải giao tới nhà cho cô tài chú cho em luôn. Rồi 81. Rồi ai, tiếp tục là 81 cô chú cho em ơi. Một cái cúc cả hương tàn quá thông luôn cô chú luôn, quá đẹp luôn cô chú cho em ơi. Tàn thông ha, ok luôn. Quá xá luôn, thoát thân cũng cao mà nhánh cũng nhiều ha. Để dụng nở luôn. Nè, hoành cái đế nở là được là 32. Hoành thân vị trí này là 27. Thoát thân là 40. Đứng đó, đứng đó. Chiều, đứng đó, chiều cao là 155. Đứng đó kìa, chiều cao. Thôi, thôi. Tàn ngang là 108. Rồi, mã số 81 là giao luôn cô chú cho mình là 4.500.000. Dạ, 4.5 triệu nha cô chú anh chị ơi. Yeah. Cúc thọ hương, cây lớn phun tàn thông, nút nụ quá chừng luôn ha. Chuyện hàng quá. Rồi. Để đâu? Để đâu? Vô đi ra ngoài trước, cứ đẩy qua này qua. Rồi, 81. 82. 82. 82 cũng dán trực tàn thông ha cô chú em. Quả xả luôn. Cúc thọ hương mã số 82. Quá đẹp luôn cô chú. Cái này là phơm tàn lớn chơi lâu dài nè, đã lắm nha cô chú chị, càng già càng sai bông càng đẹp ha. Đặc biệt là cô chú chị mua về mua cần những giống mấy bò thì thôi bao la ha cô chú anh chị. Cái này ghế nở nha cô chú chị em. Rồi cô chú chị em nào chơi một cặp này ha, 81-82 ha. Hai kỳ là tương xứng nhau ha. Gốc thì cũng đế cũng đẹp nha. Đó, có ha. Rồi, xong số sư phụ. Rồi, hoành vị trí là 36 cô chú em ơi. Rồi, hoành 36. Này chiều cao là cũng là 165 luôn, cũng bằng cây hồi nãy. Tàn ngang là 102. Rồi, mã số 82 là giao lưu cô chú em mình là 5.200.000. Dạ, 5.2 nha cô chú anh chị ơi. Một cây cúc thọ hương. Quá xa lúc mà cô chú em ơi nè, đó, cây này thấy không? Nghĩa là nhánh nhỏ mà cô chú em thấy không? Đó, thọ hương là giờ là vô kim gì hết rồi ha. Cái này lặt một cái là bông thôi, khỏi nó chê luôn. Rồi. Ok, năm bà quanh luôn. Rồi, khiên luôn anh ấy. 83. 83. Đó, có lớn là phải có nhỏ ha. Giờ chơi phơm nhỏ ha.
cái này dán này đẹp như chú Kem. Đó là lỗ già mùa như cô chú chị. Cái này phòng khách nhỏ được chơi để bạn. Đó là nhỏ chứ là lúc ngủ cũng ok nha. Nè cô chú Kem thấy không? Đó, nói không? Đó, chứ không phải mà nó nhỏ không lúc ngủ đâu nha. Mà nó nhỏ thì chuyện nó ít dễ chơi. Đó, này cô chú Kem nào chơi một cặp 83 và 84 ha. Hai cây này cũng tương xứng nhau nha. Cây này có đế nha cô chú Kem. Quanh thân là 11, chiều cao là 87, sáng ngang là 78. Rồi mã số 83 giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu chẳng. Rồi 1 triệu luôn cô chú anh chị ơi, đổi luôn sư phụ ơi. 84 để xuống đi, cái gì để không để. 84 đó cô chú em thấy không? Chơi phòng khách vừa vừa và chơi để bàn ok con dê luôn nha cô chú anh chị. Cô chú em thấy không? Rồi 83 và 84 cô chú anh chị nào chơi một cặp là ok nha. Đó, tuy nó nhỏ nhưng mà lúc ngủ nó nhiều ha. Cô chú em thấy không? Lúc ngủ quá xa bà xa luôn. Bà xa. Này là đất mà lật ra một cái luôn là thấy bông dung dữ dèo hết. Yeah. Mà cô chú em mình mua những cây này ha, về cái mình lật ra năm nay bông nhiều ha. Năm tới vẫn còn chơi được ha. Chứ nhiều khi lắm lúc mình mua chợ thấy bông quá chừng hay nhánh không. Rồi. Bông không rồi sau này cũng trồng cũng không có bông luôn. Đây giờ mới chút sư phụ ơi. Dạ dạ chứ không phải giới thiệu nữa hả? Dạ. Rồi mình đang vị trí này là 11. Còn nhiều cây nữa không ăn cây đâu. Chiều cao là 90. Sáng ngang là 80. Rồi mã số 784 giao lưu với cô chú anh chị em mình cũng 1 triệu chẳng luôn. Là một cặp là 2 triệu ha. Một cặp là 2 cây mà 2 cây là 2 triệu. Rồi đổi luôn. Dạ 84. 85. 85 là hàng VIP của em nha. Trời ơi tôi dòm số cho biết chữ mà. Rồi 85. Này 85 hàng VIP nha cô chú cho em. Nói chung ra là cây này có người chốt rồi ha, mà tại anh đó kẹt công chuyện ha. Dạ. Chứ cây này không đúng là có người mua rồi, hồi clip rồi nha cô chú cho em. Cây này để thú nha cô chú anh chị, cúc thơ hôn bonsai quá xá luôn. À, có một số bông nó nở nè cô chú anh chị. Cái này số bông mình nở không có nhầm gì hết cô chú cho em. Để tại vì bông gió ha. Tháng này cây nào cũng có một vài ba lông bông gió lác đác ha. À, cây mà nếu mà nó có bông gió là cây mạnh nha cô chú cho em. À, có đế luôn, có thú nha cô chú cho em. Đó, nhìn đây. Nhìn thấy hai cái giò ha, cái lưng ha. À, con thú của em bắt đầu em đo thử rồi ha. Ruột cái tay luôn. Cái cổ con thú là 25. Chiều dài cũng 25. Chiều cao là 85. Sáng ngang là 100. Rồi mã số 85 là giao lưu với cô chú anh chị em mình là 5.300.000. Dạ. Tặng cái chậu đẹp luôn. Rồi 5.300.000 luôn cô chú. Bao ship luôn. Dạ rồi. Đây tiếp tục là 86. Đó, cây 85 với cây 86 hai cây này toàn giống nhau ha. Giống đó. Đây này là một cặp ha. Hồi nãy em có nói giới thiệu với cô chú em mình rồi đấy ha. Là có anh đánh chốt rồi nhưng mà đánh kẹt công chuyện ha. Cỏ luôn cho anh nghe. Rồi ở Long An luôn ha. Đó. Cây này nãy là để xuống mà cây này là để nôm ha. Nhưng mà tàn là giống nhau, để hơi khác nhau chút. Tàn thì giống y gan nhau. Đó. Một cặp này là ok lắm cô chú chị em ơi. Rồi quanh thân là 22. Quanh đế là 68. Chiều cao là 79. Tán ngang là 100. Hai cây bằng nhau tán ngang ha. Rồi 86 là giao lưu với cô chú anh chị em mình là 5 triệu chẳng ha. Dạ 5 triệu nha cô chú anh chị. Hồi nãy quên đo cái đế sổ ha. Đo cái đế sổ cho cô chú anh chị mình thấy luôn ha. Rồi đế sổ là 19. Rồi đổi luôn chú. Rồi 87. 87 là một cây gián bay. Cây Hoàng Phước Long nha cô chú anh chị ơi. Cặp luôn nha, có cặp luôn nha, luôn á. Một cặp luôn là cái gián bay này Hoàng Phước Long. Gián bay. Đó, bộ đế quái nha. Đó, cô chú xem thấy đế quái luôn, quá quái luôn.
để VIP luôn. À. Hoàng Viết Long. Hoàng Viết Long đế quái tàn bay. Sư phụ ơi. Rồi, giờ mình đo ha. Hoành thân vị trí này của em nó được là 19. Hoành nguyên của đế là 83. Từ cành bay tới đế là 110. Tàn ngang là 73. Rồi, mã số 87 giao lưu với cô chú cho em mình là 1.900.000. Dạ, 1.900.000, một cái quà Quyết Long, dán bài. Rồi, 88. 88, này cũng là dán bài ha. Chơi cặp với cây 87 nha cô chú anh chị, bộ đế giống nhau luôn ha. Hai cây giống nhau. Cô chú chị quất vô hai cái chậu chữ nhật ha. Ừ. Đó, đế này cô chú. Cái này quá xá đế luôn ha, cái này đế cục cục luôn ha. Đặt cứng nhắc luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành đế này được là 68. Rồi. Quá chừng cái cũ đã cô chú anh chị ơi. Hoành thân là 19. Cành bay là 120. Tàn ngang là 70. Rồi mã số 88 là giao lưu với cô chú cho em mình cũng là 1.900.000. Dạ, 1.900.000 nha cô chú anh chị. Rồi. 88. Rồi. Rồi, tiếp tục là cây gián bay. 89, cây cúc hoa hồng thanh tú gián bay. Đế hoa hồng thanh tú gián bay 89, cây này VIP rồi cô chú. Cái này là chậu tài độc đẹp luôn nè cô chú anh chị. À, về là cô chú chị khỏi cần thay chậu luôn ha. Cái này là bao chậu cho cô chú cho mình chơi luôn. Chậu cô chú anh chị chậu có rất một đẹp đấy cô chú cho em, cây cũng rất đẹp ha. Ghép hai bo nha cô chú anh chị. Cái này rất đáng sưu tầm ha. Nút nụ thì chơi Tết có đầy đủ hết nha cô chú. Cây này mà Tết thôi lật ra là thôi bông ok năm bà quanh luôn cô chú cho em ơi. Có mình nữa nè cô chú. Rồi. Rồi không số luôn sư phụ. Cái này là... Rồi hoành thân vị trí này là 22. Dài con thú là 34. Cành bay là 150. Tán ngang là 85. Rồi mã số 89 là giao lưu với cô chú cho em mình là 3.300.000. Dạ. Bao chip tặng chậu luôn. 3.300.000 cô chú anh chị ơi. Rồi. Còn hết. Rồi mã số 89 cũng là cuối clip ha. Rồi chúc cô chú cho em mình được dồi dào sức khỏe và dạng sự nghĩ. Xin chào cô chú cho em ơi. Dạ rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Đã xem clip ủng hộ chú ủng hộ kênh ha cô chú anh chị. Xin kết thúc video luôn nha.